hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chí toàn giác đại lực, chí độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh. Như sư thú lành thay, chúng con thành kính đảnh lễ và trì thương từ phạm minh hạnh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay Pali Pháp Cú Hai La Mã phẩm không dễ vui, kệ số 8. Duyên sự. Bài kệ này được Đức Phật khi Ngài ngự tại chùa Chetavana, thành Savatthi, cho chuyện tôn giả Maha Kassapa. Một hôm, Đức Thế Tôn đang ngồi tại Chetavana, Ngài liên tưởng đến tôn giả Maha Kassapa đang trú tại thạch động Bipap Likutna Guha. Hôm nay Thích Tử Kassapa an trú với lại chú pháp gì? Ngài liền hiểu là tôn giả Maha Kassapa sau khi khất thực về ăn xong đã dùng thiên nhãn quan sát sự sanh tử của các chúng sanh. Đức Phật nói lên bài kệ Pamadang Apamade Nayada Nurati Pandito vân vân. Bậc trí dập buông lung với hạnh không dễ vui vân vân. Dứt bài kệ, có nhiều vị tỳ kheo đắc quả dự lưu. Chánh văn Pamadang Apamade Nayada Nurati Pandito Panya Pasa Dhamma Vi Haasoko Sokinin Payam Papathatho Papham Mathe Thiru Pale Avekati. Thích văn Pamadang, số cấp số ít của danh từ nam tính Pamada, sự buông lung, sự giải đãi, sự dễ vui. Appamadena, sử dụng các số ít của danh từ hợp thể Appamada, ná, cộng Pamada, sự không buông lung, không giải đãi, không dễ vui. Giá đà, chọn từ, khi nào mà Nudati, hiện tại ngôi số 3 số ít, động từ Nudati, nút cộng á, số tan đẩy lùi dẹp bỏ. Pandito, cho các số ít của danh từ nam tính Pandita, bậc hiền trí, người trí. Panya Pasa Dhammariha, hợp âm Panya Pasa Dang Ariha. Panya Pasa Dang, đối các số ít của danh từ hợp thể Panya Pasada, Panya cộng Pasada, lâu đài trí tuệ, lầu trí. Ariha, bất biến quá khứ dân phân từ của động từ A Ruhati, A cộng Ut cộng Giá, leo lên, trèo lên, bước lên. Asoko, chủ các số ít của danh từ nam tính Asoka, bậc vô u, người không sầu. Sokinin, đối cách số ít nửa tính của tính từ Sokini, Soka cộng Ini, sầu muộn, buồn rầu. Ba dần, đối cách số ít của danh từ nửa tính Paya, Paya, đám người, nhóm người, quần chúng. Papathatho, Va, hợp âm Papathatho, Iva. Papathatho, chủ các số ít nam tính của danh từ hợp thể Papatatha, Papata cộng Tha, đứng trên núi. Iva, bất biến từ, như, ví như. Phum, mát thề, đối các số ít nam tính của danh từ hợp thể Phum, mát thà, Phum, mát cộng Tha, đứng trên mặt đất.
đứng dưới đất bằng. Thì rô, chủ các số ít của năm, của danh từ nam tính, thì ra, người trí, người sáng suốt. Bà lê, đủ các số nhiều của danh từ nam tính, bà lã, những kẻ ngu, các người khởi dạy. Avekati, thì hiện tại ngôi số 3 số ít, động từ Avekati, Ava cộng, If cộng, Á, nhìn xuống, trông xuống. Việt văn, với hành không dễ vui, người trí dẹp buông lung, leo lầu cao trí tuệ, u u nhìn chúng sầu, bậc trí đứng núi cao, nhìn kẻ ngu dưới triền, pháp cú. Câu 28, chuyển văn. Yada appamade napamadang nurati asoko pandito panya pasadang ari haaso kinin payang avekkhati thiro pale avekkhati papathatho vaphum mathe. Khi với hành không dễ vui, dẹp bỏ phóng túng, bậc trí vô ưu bước lên lâu đài trí tuệ, nhìn xuống đám người sầu muộn, người trí nhìn kẻ dại, như người đứng trên núi cao, nhìn xuống những người ở dưới đất bằng. Lý giải, Đức Phật nói lên bài kệ 28 này, Ngài ca ngợi vị A-la-hán, khi Ngài quán thấy tôn giả, Maha-kassapa, sống trú với thiên nhãn, nhìn lại chúng sanh còn lặng hụt trong bể trầm luân sanh tử mà khởi lòng bi mẫn muốn cứu giúp họ. Khi vị A-la-hán với tâm bi nhìn chúng sanh đang sanh tử, đó là bậc u nhìn quần chúng u sầu và tự hồ như người đứng lên đỉnh núi trong số đám người còn đứng ở dưới đất vậy. Lẽ thường người trí mới đánh giá và biết được kẻ ngu, còn nói chi là bậc đã vượt khỏi trình độ phàm phu nhìn lại kẻ phàm tục. Biên soạn giáo trình thì khu thời siêu. Giờ đây, trước khi bước vào thời thuyết giảng hôm nay, kính mời quý đạo tràng lắng tâm thanh tịnh nghe kệ tình pháp chương. Hàng thiện tính mãi mê trầm cảnh, nghiệp bốn bề nặng gánh lo toan, ít khi tâm trí rảnh rang, nào phiền kết buộc sân tham còn nhiều. Nghe chánh pháp như người được ngọc, nghe pháp nhiều chư Phật ngợi khen. Phước sanh trí tuệ vô biên, đường đi sáng tỏ nhân duyên rõ ràng. Thịnh pháp sư đăng đàn thuyết giáo, vì nơi đây tâm đạo chứng thành, ngưỡng mong chánh pháp thịnh hành, ngưỡng mong thâm nhập đạo lành Như Lai. Giờ đây đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thành tịnh, chúng con xin thành kính đảnh lễ và cung thỉnh Ngài Hòa Thượng Tuệ Siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Thầy Giá. Nam Mô Bụt Thầy Giá. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Tăng Chúng, kính chào và thượng nhật tận Thượng Tổ Minh Hạnh, Thượng Tổ Ác Tân, cùng chư Tụng Đức Trung Trung. Thân chào quý tu nữ, quý Phật tử. Kính thưa quý vị, hôm nay bài kệ số 8 của cái phẩm Phùng Dĩ Vui Appamada Vakka, là câu kệ pháp cú số 28. Bài kệ này
Đức Phật viết Nhân Tri Phôn, chuyện của tôn giả Mahakasapa. Tôn giả Mahakasapa là vị đệ tử ưu tú thường hàng đại thiên văn của Đức Phật. Ngài là vị thọ trì 13 hạnh đầu đà, thì Đức Phật hỏi vì sao ngài, vì sao ngươi lại thọ trì 13 hạnh đầu đà trong khi việc nên làm đã làm, gánh nặng đã đặt xuống? Thì tôn giả Mahakasapa bạch với Đức Phật rằng vì lòng tôn kính giáo pháp, tôn kính lời dạy của bậc đạo sư và để nêu gương cho hậu tấn, nên con phải sống theo cái pháp Lục Đà. Như vậy đủ thấy rằng là ngài có cái tâm bi mẫn đối với hành đoàn hậu sanh. Lại thêm nữa là ngài Mahakasapa, ngài có cái câu hạnh rất là đặc biệt, tức là ngài thường muốn xét chúng sanh, những chúng sanh mà nghèo khổ là ngài đi đến là tiếp độ, ngài tạo cho họ cái cơ hội để họ làm phước. Nếu họ không xuất gia được, không đắc đạo quả được, ít nữa thì cũng nhờ cái phước báo đó mà họ sanh về cõi trời. Cái phần của ngài Mahakasapa thì sau này chúng ta sẽ học ở trong các cái câu kinh pháp cú sắp tới, chúng ta có dịp để chúng ta suy nghĩ, chúng ta quan hỷ về về ngài. Thế cho nên có lúc Đức Thế Tôn ngài ở tại Chitavana, ngài liên tưởng đến tôn giả Mahakasapa là vị đệ tử ưu tú của ngài. Ngài phải suy nghĩ rằng nay sau ông Thích Tử, nay Thích Tử Mahakasapa đang trú với cái loại trú nào? Cái điểm này chúng tôi cũng xin lưu ý với các Phật tử khi mà chúng ta đọc bản chú giải mà được in bản chú giải của ngài Pháp Minh. Trong cái câu chuyện này thì ở chỗ đó dịch là Đức Thế Tôn ngài suy xét Mahakasapa con trai của ta hiện nay trú ở tỉnh thức nào với ai. Cái câu đó sai luôn quý vị, câu đó hoàn toàn sai. Ngài đâu cần gì phải đi tìm hiểu cái vụ đó làm chi. Với hơn nữa cái chữ kê đá quy hà, quy hà rê ná, kê đá quy hà rê ná, quy hà rà tí, thì một dầu từ thì vậy, nhưng mà chúng ta phải hiểu ở đây đó, cái chữ kê đá quy hà rê ná là nó đồng cách, đồng tính, đồng số, tức là bình thường thì cái chữ vi hà rá đó
thiện là tịnh xá, tịnh thất. Nhưng mà cái chủ vihara, vihari trong trường hợp này, tức là cái sự an trú, như chúng ta nói Brahma vihari, chúng ta không thể là dịch là tịnh xá phạm thiên được, mà chúng ta phải dịch là phạm trú, hay là phasu vihari, vihara, phasu vihara, không phải là tịnh xá an lạc, mà chúng ta phải nói là lạc trú. Sukha vihara, phasu vihara là lạc trú. Cho nên cái chỗ này tùy theo chỗ chúng ta dịch. Mà một cái trầm trọng hơn nữa là trú với cái tịnh xá, trú trong tịnh xá với ai? Cái chữ cây ná, cái chỗ này không thể dịch lì với ai được. Cho nên là cái chỗ này chúng ta phải hiểu cái ngữ cảnh là Đức Phật cài suy nghĩ thì trú với loại an trú nào. Thường thường các vị A-la-hán đó, ngài cứ mỗi ngày ngài có một cái loại an trú, như an trú là an trú với cái sự an trú là định không, an trú chính không, hay là an trú diệt thọ tưởng định chẳng hạn. Thì như vậy cái đó là cái loại an trú, cái hành trạng của các vị A La Hán vậy. Cho nên cái chỗ này nếu mà chúng ta có đọc qua thì chúng ta nên nhớ để mà chúng ta chỉnh sửa cái tư tưởng mình lại, chứ đừng đọc đó. Nhưng mà chúng tôi ý chí một điều là các hội tưởng chúng ta đọc kinh điển đọc không cực kỹ đâu, quý vị đọc không kỹ, cho nên cái này nhắc cũng thừa, bởi vì chúng ta đọc lướt lướt qua chúng ta cũng cần quan tâm đến, không sao cả. Còn chúng tôi thì tại vì biên soạn thì hơi đỡ cái bệnh nghề nghiệp, cho nên chúng tôi thường hay phải tra cứu chữ kỹ lưỡng thì chúng tôi mới vậy, chứ còn nhắc cho các Phật tử cũng thừa. Thì thưa quý vị, khi mà Đức Thế Tôn ngài quán xét, ngài thấy rằng là Mahakasapa hôm nay an trú với cái sự an trú là thiên nhãn, ngài nhập thiền cơ gọi là Barakachana, ngài nhập thiền cơ rồi ngài dùng đến thiên nhãn. Ở trong cái pháp thiền đó thưa quý vị, không phải vị nào chứng thiền người vị đó cũng có thần thông được, khó lắm. Bởi vì có những vị chứng thiền nhưng mà vị đó không thể hiện thông. Cái khả năng cũng giống như bây giờ như thế này, không phải ai tốt nghiệp đại học một người đó đều có cái giỏi chuyên ngành hết, không phải vậy. Thưa vị, một vài vị giỏi chuyên ngành thôi. Còn tốt nghiệp đại học có đôi khi người ta tốt nghiệp xong lấy bằng đại học về để treo lên nhà bếp gì đó, chứ không có làm được gì hết. Cũng như ở trong Thanh Tịnh Đạo có nói rõ là những bậc mà chứng thiền rồi vị đó hiện thông được đó, là như Đức Phật và các vị A-la-hán mà đại thinh văn kìa, các vị mà có lão luyện trong cái vấn đề thuần thục, trong vấn đề thần thông thì các vị mới dùng thần thông được. Với lại trong năm thần thông hay là năm cái thắng trí do thiền định đem lại thì không phải lúc nào cũng có sẵn, nghĩa là sau khi nhập thiền cơ, xả thiền cơ, xả thiền nền tảng đó, chúng ta gọi là thiền nền tảng. Thiền nền tảng đó là ngũ thiền. Sau khi nhập thiền cơ, bị đó mới tác ý đến cái loại thần thông như là thiên nhãn hay thiên nhĩ,
hay là Tha Tâm Thông, hoặc là Biếu Quá Thông, hoặc là Túc Mạng Thông. Thì khi mà tác ý đến đó đó, thì vị đó mới bắt đầu thực hiện. Trong trường hợp này cũng vậy, Ngài an trú trong cái việc nhập thiền, Ngài Mahakassapa an trú trong trong cái thiền nhập là thiền cơ, rồi Ngài dùng thiên nhãn để Ngài quán xét chúng sanh, để ngày mai Ngài sẽ đến đó để Ngài tiến độ. Cứ như vậy, ngày nào cũng như ngày ấy. Thì lúc bây giờ Đức Thế Tôn sau khi vừa quan sát thấy như thế đó, ở trong chú giải còn giải thích cặn kẽ nữa là lúc bây giờ Đức Thế Tôn Ngài đã, với cái thần thông lực Ngài đã xuất hiện trước Tôn giả Ma Kasbá, Ngài nói lên cái sự kiện mà đối với trình độ thinh văn á, thì cái sự quan sát của chúng sinh có hạn chế, cho nên quan sát vừa chừng chứ không không có dùng thi nhãn để mà nhìn thấy, thấy nữa không thể thấy thấy được hết đâu. Sau khi Đức Thế Tôn này nhắc như vậy rồi, thì Ngài cũng ở tại Chê Tô Đá Chùa Kỳ Viên sau cái thi, vây quanh có cái hội chúng tỳ kheo. Nhưng mà Đức Thế Tôn Ngài phân thân Ngài đi đến đó, Ngài nhắc Chê Tôn Giả Ngài cách xóa về, xong Ngài trở trở lại bình thường. Thì lúc đó Ngài mới thuyết lên cái bài kệ này cho chúng tỳ kheo nghe, và Ngài nhắc lại cái sự kiện mà Ngài nhìn thấy Tôn giả Mahakassapa an trú trong thiền định và dùng thiên nhãn để quan sát chúng sanh. Ngài mới đọc lên cái bài kệ số 28 đó. Ở trong bài kệ số 28 này thì nó cũng không có gì quan trọng hay là cái gì khó hiểu để cho chúng ta phải thắc mắc. Ở đây Đức Phật Ngài đọc lên bài kệ này, Ngài nói lên 8 tháng một vị A-la-hán khi Ngài làm cái công việc ở phương diện khác, thì Ngài đã mô tả về hành trạng của vị A-la-hán là chuyện khác. Còn ở đây khi mà đề cập đến Tôn giả Mahakassapa, sau khi Ngài thấy biết như vậy thì Ngài đã nói pháp cho các tỳ kheo nghe. Nhưng mà Ngài dẫn nhập ban đầu bằng hai câu: Pabma Đăng Apama Đena Yadda Nulati Padito. Một thứ dẹp buông lung bằng cái hạnh không dễ vui. Tất cả các vị A-la-hán đều là như vậy hết. Cái điều này chúng ta đã học qua rồi. Nói đến cái chữ Appamadena, tức là bằng cái sự không phóng dật hay không buông lung, không dễ vui, thì chúng ta phải hiểu đó là cái sự chuyên cần, hay là cái sự chánh niệm hoặc là chuyên niệm. Và phạm phu của chúng ta đó, thì chúng ta mới có cái pháp
gọi là chuyên cần, chuyên niệm. Nhưng mà đa phần cái thời gian trong một ngày đó, thì chúng ta sống theo cái cách gọi là Pamando, Pamadang, tức là chúng ta phóng dật dễ vui, phóng túng. Còn đối với bậc trí, tức là bậc A-la-hán ở đây đó, thì ngài không có cái cách sống như vậy. Ông muốn câu sau của bài kệ đó, thì Đức Phật đặc biệt ngài nói về cái trường hợp của tôn giả Mahakassapa. Sunyapasada Mariha, một trí leo lầu cao trí tuệ, Asoko Sokining Pachan, cái chỗ này chúng tôi cũng xin lưu ý các Phật tử chúng ta, vì ở trong cái Bali Latin đó, chúng ta không có cái từ, không có cái động, không có cái chữ, cho nên chúng ta mới mượn cái chữ này chúng ta xài. Nhưng mà chữ G á, chữ C thì chúng ta đọc chắc nhẹ thôi, a khô sắc. Còn cái chữ G ở phía sau đó thì chúng tôi mượn chữ G mà chúng ta xài, nhưng mà đúng ra phải đọc là chữ chắc, chắc hơn chút xíu, gọi là khô sắc. Phụ âm, phụ âm khô sắc là âm vang chắc 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 chắc. Thành ra ở đây chúng ta là xài chữ ba chăng, chúng ta cứ đọc là ba chăng chứ không phải ba răng, đâu là ba chăng. Đúng như vậy không sao cả, chúng ta đọc không sao hết, không có sai đâu quý vị. Quý vị đọc là ba răng á, ba răng mới là sai, còn đọc ba chăng không có sai. Thì cái chữ Asoko ở đây đó là chỉ cho cái bậc Asoko Banito, tức là bậc trí vô sầu. Cái bậc trí vô ưu là chỉ cho vị A-la-hán. Vị A-la-hán là vị mà không có cái sự sầu muộn. Vì ngài đã dẹp bỏ được cái phiền não sân, ngài đã cắt trừ, ngài đã phá vỡ cái phiền não sân, cho nên ngài là bậc vô ưu. Sokining Pachan, chữ Pachan, Pacha ở đây có nghĩa là quần chúng. Mà Sokining nó cũng từ cái chữ sô cá mà ra, nhưng mà ở đây chia theo tỉnh từ thì nó thêm chữ cái tiếp vị ngữ rồi ini, ini, sokini, nó hình thành một cái định tỉnh từ nữ tánh, một cái tỉnh từ nữ tánh đi với chữ pacha. Pacha cũng là danh từ nữ tánh, tức là một quần chúng nữ chung. Cho nên bậc trí, bậc A-la-hán mà ngài quán xét chúng sanh đó, thì thứ nhất là ngài leo lầu cao trí tuệ, nhìn quần chúng sầu muộn ở dưới đất. Ở đây có hai cái thí dụ mà chúng ta phải chú ý. Là một khi đã chứng được đầu quả A-la-hán, đạt được cái thánh chứng trí giải thoát đó, thì giống như là một người mà lên lầu cao vậy đó. Lầu cao ở đây là lầu cao trí tuệ,
Và bậc A La Hán ngài quán xét chúng sanh phàm phu còn lặn hợp ở trong bể khổ trầm luân đó, thì trường hợp đó được gọi là một vô ưu nhìn quần chúng sầu muộn. Vô ưu nhìn quần chúng sầu muộn, Đức Phật ngài lặp lại một lần nữa: Hiro Pale Awet Khati là một trí nhìn kẻ u mê. Một trí ở đây ám chỉ cho vị A La Hán, trong bài kệ này ám chỉ vị A La Hán. Pale là chỉ cho phàm phu chúng sanh, là những chúng sinh còn vô minh đó. Nhưng mà ở đây ngài muốn nói thêm rằng là bậc trí này nhìn chúng sinh vô minh đó, cũng giống như là Đức Bà Tát Tô, giống như là người đứng trên núi cao Phum Mát Thê A Quế Cà Tí, tức là nhìn những con người đang đi tới đi lui ở dưới đất bằng, ở dưới chân núi. Thì ở trong bài kệ này mà Đức Phật ngài đặc biệt nói đến cái trường hợp của tôn giả Va Kassapa với lòng bi mẫn. Thì đã quan sát chúng sanh phàm phu còn đang khổ đâm khổ đau dạt trôi dạt ở trong bể khổ trầm luân, họ cần phải có một chiếc bè để họ nương tựa. Thì ngài là một A La Hán giải thoát, ngài đứng ở núi cao trí tuệ mà ngài nhìn chúng sanh phàm phu ở dưới đất bằng. Như vậy chúng sinh phàm phu chúng ta, cho dù chúng ta có được cái sự hạnh phúc do phước báo đem lại, hạnh phúc của nhân thiên, có thiên sắc, thiên thương, thân thiên, thiên thân, thiên hương, thiên vị, thiên xúc, hay là chúng ta có sắc thanh hương vị xúc ở cõi người với những cái tài sản vật chất đầy đủ, nhưng mà một khi chúng ta còn là phàm phu thì chúng ta luôn luôn là người có sự sầu muộn, chưa thoát khỏi sự sầu muộn. Cho nên Đức Phật và chư vị A La Hán mỗi khi mà nhìn phàm phu chúng ta đó, thì đó là cái nhìn của bậc vô ưu nhìn chúng sanh sầu. Nhưng cũng giống như là người Phật tử chúng ta là người có cái trí tuệ chánh kiến, chúng ta hiểu biết đúng lời Đức Phật dạy. Rồi bây giờ khi mà chúng ta nghe những chúng sanh khác ấy, mà họ vì vô minh tà kiến là họ tin theo ngày tháng hên xui tốt xấu vân vân, họ mê tín dị đoan, tự nhiên chúng ta có cái nhìn, chúng ta nhìn, nhưng mà lúc đó chúng ta tự hỏi tại sao họ có thể tin như vậy được, tại sao họ có thể hiểu như vậy được à? Cái đó là cái sai lầm, cái đó là cái tà kiến.
vân vân. Nhưng mà khi phàm phu chúng ta đạt đến cái mức độ cao nào đó, chúng ta nhìn lại thì thật sự chúng ta không có, chúng ta không có biết rằng được. Chúng ta chỉ có thể là chúng ta so sánh, mình đỡ hơn họ là mình có chánh kiến, còn họ là tà kiến. Mình có chánh tính, họ là tà tính, chỉ vậy thôi. Chứ chúng ta chưa phải như là bậc A-la-hán, bậc vô ưu mà nhìn chúng sanh sầu muộn đâu. Chúng ta chưa đạt đến trình độ được. Điều nữa là kẻ phàm phu chúng ta do bị vị vô minh chi phối, ở sống trong cái sự vô minh, cho nên chúng ta được gọi là Palak, là kẻ ngu si. Cái danh từ Palak dịch là kẻ ngu hay người ngu, thì ở trong cái ngôn ngữ tiếng Việt của chúng ta thì chúng ta có cảm giác như là cái từ đó, cái từ người ngu đó là để chúng ta miệt thị người khác. Chúng ta có cảm giác như vậy, cho nên khi mà chúng ta nói, chúng ta đọc ở trong kinh thấy Đức Phật Ngài gọi là kẻ ngu, thì tự nhiên chúng ta suy nghĩ tại sao Đức Phật Ngài lại có cái lời mạt sát chúng sanh như thế. Nhưng mà thưa vị, không phải. Cái chữ pa lá nó đối nghĩa với chữ Pandita, hay là nó đối nghĩa chữ thi rá. Chữ thi rá trong trường hợp này với chữ Pandita thì đồng nghĩa với nhau. Còn cái chữ pa lá là chỉ cho chúng sanh sống trong cái sự vô minh, nghĩa là không hiểu biết. Ở đây chúng ta đừng nghĩ rằng chỉ có người mà họ không biết làm lợi ích cho mình đó mới gọi là ngu. Thí dụ như ở người đời đó thì có miếng ăn họ không ăn, họ nhường cho người khác ăn, thì cái người khách quan họ nhìn vào họ nói người này ngu quá, có mà họ ăn đi cho người khác ăn. Thì cái nhìn của chúng sanh đó, họ miệt thị với nhau là người ngu đó, thì trong trường hợp đó là cái nhận xét của họ và cái từ mà họ xài đó nó không có chuẩn, nó không có chính xác, thì chúng ta thấy là cái chuyện không đáng để cho chúng ta lưu ý, chúng ta học tập. Nhưng ở đây đó, ở trong Phật giáo, khi mà Đức Phật Ngài dùng cái danh từ gọi là Palak để chỉ cho chúng sanh mà còn bị vô minh đó, thì chúng ta phải hiểu rằng là ngay cả khi mà chúng ta bố thí trì giới, hay là chúng ta tu thiền sắc giới, thiền phu sắc giới đi chăng nữa, nhưng mà chúng ta còn là phàm phu thì vẫn gọi là Palak như thường. Vì sao vậy? Vì hễ mà chúng ta phạm phu mà chúng ta hành động ác bằng cái tâm bất thiện, thì như vậy cái đó gọi là apunya phi sankara, là phi phúc hành. Mà hành này là do vô minh trợ tạo, vô minh trợ cho phi phúc hành. Nhưng mà khi mà chúng ta làm việc thiện, bố thí trì giới bằng cái tâm thị dục giới, hay là chúng ta đắc thiện sắc giới chẳng hạn, cho dù vậy, cái này gọi là punya phi sankhara, tức là phúc hành, thì cũng nằm ở trong cái cư tỏa của vô minh, do vô minh nó chi phối. Bởi vì cái nghiệp hành đó thứ bị vô minh nó tạo ra tâm nghiệp hành, là phúc hành, phi phúc, phúc hành. Rồi một vị mà đắc được cái thiền vô sắc, không vô vi xứ, thứ vô vi xứ, vô sử xứ, phi tử, phi vi tử xứ,
Cái thiện vô sắc đó, nếu là thiện thiện thì vẫn là do vô minh chi phối, cho nên nó gọi là bất định hành, anicca phi sankhara. Những trong trường hợp này, kẻ phàm phu chúng ta, khi mà chúng ta làm thiện dục giới, hay là chúng ta chứng thiện thiện sắc giới, thiện thiện vô sắc giới, dồn cho phúc hành hay là bất động hành, thì chúng ta cũng vẫn là pa lá, vẫn là chúng sinh ngu mê, bởi vì chúng ta do vô minh để chi phối. Còn nói ngay trong hiện tại, thì cho dù chúng ta đang tạo cái nghiệp hữu không bắt phá quá, là thiện nghiệp hữu đi nữa, đừng nói chi là bất thiện nghiệp hữu, là thiện nghiệp hữu đi nữa, thì thiện nghiệp hữu này nó cũng do ái thủ duyên cho hữu, phiền não lưng nó duyên cho nghiệp lưng, tức là nghiệp hữu. Mà phiền não lưng ái thủ đó là cái thực hiện tại là ái thủ, nhưng mà cái bướng của nó là vô minh, cái bóng của nó là vô minh. Cũng như khi mà chúng ta luận về quá khứ á, thì cái thật là vô minh, nhưng cái bóng nó là ái thủ, nó mới tạo ra nghiệp hành. Còn cái này, cái bướng là vô minh, nhưng mà ái thủ là cái hình ngay trong hiện tại, hay chúng ta gọi là cái gốc và cái ngọn. Hoặc là chúng ta gọi là hiện và ẩn, cái nhân hiện phiền não luân mẫn, nhân hiện là ái hữu, ái thủ, nhưng mà cái nhân ẩn á là vô minh, bởi vì ái không thể nào mà nó sanh khởi mà không có đi kèm với vô minh. Thủ tham và kiến nó cũng không thể nào sanh khởi không có vô minh. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu rằng là dù thế nào đi nữa thì kẻ phàm phu của chúng ta luận về quá khứ hay là luận về hiện tại, cái hành động của chúng ta đều là vô minh chi phối. Ngoại trừ cái trường hợp mà hành động thiện của một vị hữu học tu được quần tu đà hàm ma na hàm, thì cái hành động đó không phải là do vô minh chi phối. Còn cái hành động của vị A-la-hán thì cái hành động đó là Puñña-pa-pa-pa-hi-na-sát, tức là đoạn trừ được thiện ác rồi. Ngài đã đoạn trừ thiện ác, cho nên nó trở thành cái pháp Abhyakata, tức là pháp vô ký, mà thuộc Kiriya là tâm tố hay là duy tác. Cái này nó không có nằm ở trong cái phòng sai sử của vô minh. Cho nên các bậc hữu học và vị A-la-hán nói chung, từ là bậc thánh Ariyat Vukala, bậc thánh được xem như là người mà đã thoát khỏi cái sự vô minh. Còn phàm phu của chúng ta đều gọi là vô minh cả. Mà hãy gọi là vô minh đó, thì được gọi là pa lá, là những người ám muội si mê. Nên ở trong bài kệ này, khi mà đề cập đến nói đến vị A-la-hán thì chúng ta phải hiểu giải thoát là bậc leo, ngài đứng trên lầu cao trí tuệ,
như là một người đứng ở trên núi vậy đó. Ngài không còn cái sự sầu muộn. Còn đối với phàm phu của chúng ta là người Sukhinin Pachang hay là Sukhinin Pacha, tức là chúng sầu muộn, và Pale tức là cái chúng ngu si thiểu trí hay là vô minh. Nếu như vậy không có nghĩa là chúng ta chịu chấp nhận cái số phận của mình là những kẻ đứng ở dưới đất bằng, những cái kẻ sầu muộn. Thưa quý vị, chúng ta đang cố gắng, chúng ta học Phật Pháp, đang cố gắng chúng ta hành thiện, để rồi một lúc nào đó cái pháp thiện nó được chín mùi, được thuần thục, thì pháp thiện dục giới đó nó sẽ tôi luyện cái trí tuệ, trí phân và trí tư. Từ cái chỗ đó chúng ta mới bắt đầu có được cái trí gọi là Panya Phavana hay là Phavana Maya Panya, tức là cái trí tu, cái trí mà chúng ta đắc chứng được thiền định, hay trí mà chúng ta đắc chứng đạo quả gọi là trí tu. Thì bây giờ chúng ta cứ tu tập. Đức Phật Ngài dạy trong Pháp Cú Kinh rằng người trí từng sát na dần dần thanh lọc mọi ô nhiễm, như thợ vàng lọc vàng, người thợ vàng đó, họ nạp cái con cốc lửa, họ khè lên để họ nấu một cái nồi nhỏ, họ bỏ cục vàng trong đó, họ nấu cho chảy rồi họ sang qua xớt lại để họ lọc những cái tạp chất. Nhiều lần như vậy đó, họ phải kiên nhẫn thì vàng đó nó mới trở thành tinh anh, thanh tịnh được, để làm các cái đồ trang sức sáng loáng. Do vậy, chúng ta không nên chê khinh cái điều thiện nhỏ, cho nên mà không kết quả. Từng giọt nước nhỏ dần, lâu ngày sẽ tràn bình. Cũng vậy, người trí thấm được phước báo do làm từng chút từng chút. Pháp Cú Kinh Đức Phật này cũng đã dạy như thế. Thì bây giờ chúng ta chịu chấp nhận là tất cả những cái hành động của chúng ta thuộc về thân nghiệp hữu, khổ nghiệp hữu, ý nghiệp hữu, ngay trong hiện tại này, cho rằng nó là vô minh chi phối gì nữa, hoặc là do cái mãnh lực của ái và thủ nó thúc đẩy, nó làm động cơ thúc đẩy, kệ nó, không sao cả. Chúng ta mượn, chúng ta mượn cái phiền não luân đó để chúng ta tạo ra cái nghiệp luân thiện. Rồi cái nghiệp luân thiện này ở trong kinh nói rằng là cái pháp bất thiện đó là cái chất chứa cái sự luân hồi không bao giờ kết thúc. Nhưng mà các pháp thiện đó, mặc dù hiện tại nó là nhân luân hồi, nhưng mà cái pháp thiện lâu ngày, nhiều đời nhiều kiếp đó, người mà sống thiện quen rồi đó, nó sẽ có đến một lúc nào đó nó kết thúc, lúc nào đó nó sẽ kết thúc. Cũng như quý vị thấy là
Bây giờ chúng ta có cái thí dụ cỏ dại cũng như pháp bất thiện, mà thiện pháp thì nó cũng giống như là rau cải. Quý vị thấy một cái clip rau nước cải đó, chúng ta trồng clip rau hay là clip cải, thấy nó tươi tốt, nó mọc lên, nó cũng tươi tốt, xanh um giống như là cỏ ấy. Nhưng mà chúng ta cứ cắt ăn dần dần rồi nó sẽ tàn rụi, chứ không phải giống như cỏ dại. Cỏ dại chúng ta bỏ quên nữa thì nó mọc tùm lên, nó che hết mặt, che hết cái liếp đất. Cho nên pháp bất thiện giống như cỏ dại, nó không bao giờ mà nó không bao giờ mà nó lụi tàn. Còn cái pháp thiện đó thì cũng giống như rau cải, chúng ta cái ý chí là chúng ta ăn hết một mùa, một đợt hai đợt chúng ta cắt rồi đó, sau đó nó cũng rụi thôi. Cũng như cái pháp thiện, bây giờ chúng ta cứ việc làm thiện, rồi do cái pháp thiện đó nó tạo ra cái quả luân hồi của người, của trời, của phạm thiên. Nhưng mà chúng ta yên tâm đi, phát thiện nó không bao giờ nó kéo dài cái sự sanh tử luân hồi hoài hoài đâu thưa quý vị. Nó sẽ có lúc nó làm cho mình kết thúc cái sự sanh tử luân hồi. Nhưng mà ở đây đó là một điều chúng ta cần phải lưu ý, là một chúng sanh phàm phu, nhưng mà khi chúng ta làm thiện đó thì chúng ta cần phải có sáu cái khuynh hướng của vị Bồ Tát. Ở trong thanh tịnh đạo nói là Bodhisattva năng Accha Saya Cha Accha Saya, đó là sáu khuynh hướng Bồ Tát. Thì khi mà có sáu khuynh hướng Bồ Tát đó thì chúng ta làm việc thiện một thời gian thì nó sẽ kết thúc luân hồi thôi thưa quý vị. Sáu khuynh hướng đó là gì? Một là Alopha Accha Sayo, tức là cái khuynh hướng vô tham. Cái vị mà có khuynh hướng vô tham có nghĩa là vị đó thấy ở trong tham, như là tham danh, tham lợi, thấy cái sự tham nắm ở trong dục lạc vũ trần nó nguy hiểm vân vân, thấy cái sự nguy hiểm, thấy tội lỗi đó. Thì hễ thấy như vậy thì bắt đầu có cái khuynh hướng vô tham, là không có sự dính, không có sự đắm nhiễm. Tâm của vị Bồ Tát là danh lợi là không có đắm nhiễm. Thứ hai gọi khuynh hướng vô sân Adosa Achasayo, tức là một cái vị Bồ Tát, một chúng sinh Bồ Tát á, thấy được cái lỗi lầm của cái tâm sân hận. Những lần mà khởi lên cái tâm sân thì bị đến biết được cái tâm sân này là nguyên nhân đưa chúng sinh đến chỗ khổ đau hiện tại và khổ đau tương lai, khổ đau cho mình và khổ đau cho người khác do cái tâm sân. Như Đức Phật ngài dạy rằng một người khởi lên tâm sân, bị tâm sân chi phối, người đó có thể đi đến sát sanh trận kiếp vân vân, tạo những ác nghiệp đó để rồi chết, sau khi mệnh trung chết sanh xuống đọa xứ địa ngục. Chúng ta quan sát thường xuyên vậy, thấy cái lỗi, thấy cái khuyết điểm của sân, tâm sân thì mình sống bằng cái tâm vô sân được, khuynh hướng vô sân được. Vô si, vị Bồ Tát có khuynh hướng vô si có nghĩa là mặc dù hiện tại còn là phàm phu thì chưa diệt được vô minh, vẫn còn cái sự si mê, nhưng mà cứ là có cái khuynh hướng quán xét, quán vô thường, khổ đau, vô ngã, riết cho nó thuần thục đi, thì thời gian theo cái trí tuệ nó sáng lên thưa quý vị. Thì bây giờ chúng ta nghĩ mình phàm phu làm sao mà thoát khỏi vô minh,
dụ luôn cả bó đuốc của mình, thổi tắt cái đèn mình cầm trên tay luôn, thì mình đi trong bóng tối. Còn mặc dù mình đi trong bóng tối, nhưng mà dù sao nữa trong tay mình còn cầm cái đuốc, nó cũng đỡ một chút, cũng còn sáng một chút. Cho nên cái việc cầm cái đuốc mà đi, cái đuốc trí tuệ đó, hàng ngày chúng ta tu tập, cái gì chúng ta phải dùng trí. Chúng ta thấy được cái khuyết điểm, cái lỗi lầm ở trong cái sự si mê tâm tối. Rồi thứ tư là khuynh hướng xuất, cái xuất gia Nekhamma Achasayo, là làm sao hễ một khi là một vị Bồ Tát hướng tâm đến sự giải thoát, thì chúng ta phải có được một cái khuynh hướng ở trong xuất gia hoặc là hình thức xuất gia. Tâm lý xuất gia đó là luôn luôn người Phật tử chúng ta thấy cái phiền toái ở trong luân hồi, ở trong đời sống tại gia cư sĩ. Lúc nào chúng ta nghĩ đến, cũng nghĩ đến cái sự phiền toái của đời sống người tại gia cư sĩ, rồi chúng ta cái tâm không có bị cuốn hút vào cái đời sống tại gia cư sĩ. Cái đó là có tâm lý xuất gia. Rồi hãy được dịp thì chúng ta từ bỏ gia đình, sống đời sống không gia đình, như vậy gọi là hình thức xuất gia. Chúng ta phải có cái hướng vậy. Thứ năm đó, là chúng ta phải có khuynh hướng viễn ly Viveko Achasayo. Viveko Achasayo có nghĩa là chúng ta phải thấy được cái sự phiền toái ở trong cái việc mà chúng ta quần tụ, tụ họp, sống bè bạn, sống phe đảng. Chúng ta thấy cái sự quần tụ hội họp đông người, chúng ta nhàm chán, chúng ta nghĩ nó phiền lắm. Nhất là cái hội chúng phàm phu, hễ càng tập hợp đông kẻ phàm phu thì nó càng rối. Chúng ta thấy được như vậy, cho nên chúng ta dần dần chúng ta phải bỏ vị xuất gia hàng ngày đó. Đức Phật ngài dạy phải tâm niệm cách trí nó khô hăng sunya gare aparamami, ta có ưa thích nơi thanh vắng chăng. Cho nên vị xuất gia sống ở chùa phải thường xuyên mỗi ngày suy nghĩ vậy. Cho nên không có thích tụ họp, không có thích quần chúng đông đảo. Như vậy là cái khuynh hướng xuất ly, khuynh hướng viễn ly. Rồi cái khuynh hướng cuối cùng gọi là xuất ly, gọi là nisana achasayo. Chữ xuất ly ở đây nó có nhiều cái sự xuất ly đó. Xuất ly các dục, tức là chúng ta chán khổ dục, hay là chúng ta chán sắc thinh hương vị xúc, rồi chúng ta hành thiền chứng thiền được sắc giới, chứng được thiền sắc giới, như vậy gọi là xuất ly dục giới. Thứ hai là xuất ly sắc giới. Một vị họ đắc thiền sắc rồi họ nhàm chán thiền sắc, rồi họ cho rằng thiền sắc nó cũng còn bị chướng lại, bởi vì đó là thiền hữu sắc, cho nên nó phải lệ thuộc vào sắc pháp đề mục. Cho nên người đó, cái vị đó họ chứng được thiền vô sắc là không vô vi xứ, thứ vô vi xứ, vô sở xứ, phi tử vi tử xứ, rồi để xuất ly khỏi các sắc. Nhưng mà cái loại xuất ly thứ ba đó gọi là sapasankhara năng nisara năng, tức là xuất ly khỏi các hành. Các hành ở đây đó là các pháp hữu vi hay là các sanh hữu, các là xuất ly khỏi cái sự tái sanh luân hồi.
Thì muốn xuất ly khỏi cái này để thưa vị là chúng ta phải làm sao đắc chứng được đạo quả niết bàn kìa, mới xuất ly khỏi khỏi tam giới. Cho nên khi mà một chúng sanh phàm phu mà có cái khuynh hướng, sáu khuynh hướng Bồ Tát á, thì khi mà làm việc thiện dần dần rồi cái pháp thiện đó nó sẽ giúp cho chúng ta đi đến chỗ chúng ta được sự sanh tử luân hồi. Ở đây Đức Phật Ngài có dạy rằng đêm dài cho kẻ thức, đường dài cho kẻ mệt, luân hồi dài cho kẻ ngu không hiểu chân diệu pháp. Người mà đêm khó ngủ nằm trằn trọc, họ cảm thấy đêm dài. Một người đã mệt mỏi uể oải rồi thì cái đoạn đường dầu ngắn nhưng mà họ lê bước thì họ cảm thấy con đường rất dài. Nhưng mà ở đây đó là cái tâm lý của họ bị mất ngủ, hay là tâm lý của họ mệt mỏi cho nên là mới thấy đêm dài đường dài. Nhưng thực sự một kẻ ngu khi không hiểu chánh pháp, không có được cái khuynh hướng của vị Bồ Tát thì người đó cứ làm ác pháp bất thiện thì kéo dài cái sự sanh tử luân hồi. Ngược lại, đối với một chúng sanh phàm phu, nhưng một khi đã hiểu được chánh pháp và có khuynh hướng Bồ Tát rồi đó, thì thưa quý vị, chúng ta sẽ rút ngắn cái sự sanh tử luân hồi đó lại. Không giải thích cái này, Phật tử chúng ta cứ nghĩ rằng một mặt á, thì chư tăng giải thích nói là ráng tu tập thiện pháp để chấm dứt sinh tử luân hồi. Một mặt thứ hai thì học về y tương sinh, học về dòng sanh tử luân hồi, chúng ta cứ là thấy vô minh nó tạo ra phúc hành, phi phúc hành bất động hành, rồi hành duyên cho thức, thức danh sắc, danh sắc duyên cho lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu. Nghiệp hữu đó đó nó tạo ra tái sanh rồi cái bị già, bị bệnh, chết sầu bị khổ oai. Rồi già chết sầu bị khổ oai nó duyên cho tứ lậu, trong tứ lậu đó có vô minh, rồi vô minh tiếp tục duyên cho hành hạnh. Cái bánh xe luân hồi đó đi vòng như vậy, chúng ta nghĩ rằng như vậy thì còn cái ngõ nào mà thoát đi? Đâu còn ngõ nào mà thoát. Cho nên chúng tôi mới giải thích cho quý vị nghe là chúng ta cái chuyện đã qua đó, nhân quá khứ vô minh như hành á, nhân quá khứ tạo ra quả hiện tại thức danh sắc lục nhập xúc thọ thì thôi bỏ đó. Nhưng mà bắt đầu thọ duyên cho ái, ái duyên thủ đó, thì chúng ta chú ý thủ duyên cho hữu. Cái chỗ này nè là chúng ta tu tập để mà chúng ta rời khỏi cái mít xích, cũng giống như là xe lửa nó kéo nhựa toa, chúng ta tháo gỡ một cái trục nào đó ở giữa thì tự nhiên là toa nó rời ra đi. Chúng ta tháo rời vô đó bằng cách là chúng ta xóa sáu khuynh hướng của vị Bồ Tát, thì chúng ta hành dồn cho nghiệp hữu nó có sanh tử luân hồi một vài trăm kiếp nữa thì cũng kết thúc thôi. Cái đó thì cũng dễ vậy. Cho nên khi mà chúng ta học về kinh này đó, sở dĩ mà chúng ta nói cho nhiều, đúng ra thì bài kinh, bài Pháp Cú Sơ Hoàng Tám này thì chỉ nói đến cái trường hợp Đức Phật Ngài chỉ thuyết cái trường hợp là tôn giả Ma Kassapa vị A-la-hán mà Ngài quán xét chúng sanh như là cái người vô ưu nhìn chúng sanh sầu muộn ở dưới đất bình nghiệp đó, vì Ngài đã leo lầu cao trí tuệ rồi. Tuy nhiên chúng tôi muốn nhắc thêm cái vấn đề chúng ta là cái người sầu muộn, là cái quần chúng sầu muộn, tức là hạng phàm phu. Mà là hạng phàm phu thì đó được gọi là kẻ ngu si do vô minh chi phối. Rồi từ chỗ đó chúng ta làm sao để chúng ta thoát khỏi
Cái sự luân hồi này chúng ta không còn đứng ở dưới đất bằng, đi tới đi lui dưới đất bằng nữa, mà chúng ta phải leo trên núi cao, lên đỉnh cao trí tuệ. Tức là chúng ta phải làm sao để chứng đạt được quả vị A-la-hán trong tương lai. Đến đây chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị bao nhiêu. Bây giờ thì xin được kết thúc bài giảng hôm nay ở đây. Phần còn lại xin kính thỉnh Hòa Thượng Giác Đẳng. Điều chia sẻ và điều học. Nam Mô Bụt Thầy. Sa thú kính trình Hòa Thượng Tiểu Siêu với pháp thoại vừa rồi. Kính bạch Hòa Thượng Tiểu Siêu, xin thỉnh vợ Hòa Thượng Tiểu Siêu quan kỹ trả lời cho một câu thôi, rồi sau đó thỉnh vợ xin đi nghỉ. Bởi Hòa Thượng Tiểu Siêu, chúng ta nói đến nhiều cái trình độ cao thấp ở trong đời sống tu hành, thì Hòa Thượng có thể cho một vài suy tư rằng mình dựa trên cái gì để mà mình xác định được cái mức độ cao thấp hay không, hay là đó chỉ là một cách nói trừu tượng thôi. Kính thỉnh Hòa Thượng quay trở lại. Xin Hòa Thượng viết cho một vài chữ ở trên màn hình về cái câu hỏi đó, chúng tôi nghe không rõ lắm. Dạ, xin cảm ơn Hòa Thượng Giác Đẳng. Kính thưa tăng, kính thưa quý vị, thật ra thì đó chỉ là tương đối mà. Nếu khi chúng ta nói đến cái trình độ cao thấp trong cái việc tu tập đó, nếu mà chúng ta nói về cái sự bố thí thì Đức Phật Ngài có cái sự so sánh trong cái việc bố thí. Bố thí vật thực, bố thí bữa ăn nó không có hùng thắng hơn cái sự bố thí cúng dường như là xây dựng chùa tứ phương tăng chẳng hạn. Khi mà chúng ta tu tập về giữ giới, tu tập về phước đức, thì chúng ta quy y Tam Bảo. Nhưng mà chỉ có quy y Tam Bảo không mà không có giữ giới thì phước nó không có bằng. Thế là phải quy y Tam Bảo có giữ giới. Mà quy y Tam Bảo có giữ giới nhưng mà cái tâm của mình còn nóng nảy, còn sân giận thì nó phước đức nó cũng chưa bằng cái người mà tu tập từ bi hỷ xả, tu tập bốn vô lượng tâm, nhất là tâm từ. Tu tập phước trí cũng vì chúng ta cố gắng nghe pháp, hiểu pháp cho nhiều là tạo phước trí. Chúng ta biết cái pháp gì chân chánh, chúng ta thuyết giảng cho người khác nghe, đó cũng tạo phước trí.
Nhưng mà những cái việc mà tạo phước trí đó nó không bằng chúng ta tu tập quán tâm tứ, tức là quán vô thường hữu đau vô ngã, hay là chúng ta nói rõ hơn tức là chúng ta hành tứ niệm xứ, hành tiền quán tứ niệm xứ, thì cái phước trí nó phước tột. Ở trong kinh Quê La Mát Xô Tát, Đức Phật là so sánh như thế. Trong cái việc mà chúng ta nói về cái trình độ cao thấp, thì ở đây thưa quý vị, chắc không thể nào đem so sánh người này với người kia, trình độ cao thấp trong sự tu tập giữa người này với người kia được. Một là vì chúng ta chưa biết rõ họ có những cái pháp tu như thế nào. Thứ hai nữa là mỗi một người tu họ có cái ưu điểm và có cái khuyết điểm khác nhau, cho nên chúng ta không thể nói hết, không thể so sánh được cái trình độ. Nên nói là chúng ta không nói đến cái vấn đề là cái trình độ do cái học vị. Nếu mà chúng ta đem so sánh cái trình độ trong cái sự tu tập mà chúng ta lấy cái học vị, cử nhân Phật học hay thạc sĩ Phật học hay tiến sĩ Phật học, mà chúng ta nói đó là cái sự cao thấp là chúng ta sai lầm. Bởi vì ở đây trong cái việc tu tập là không lấy cái học vị đó để cân đo được, so sánh được cái trình độ. Còn khi mà chúng ta so sánh cái trình độ tu tập đó, của mình và của người khác, thì cái điều này nó cũng không có đúng. Là vì trong Kinh Pháp Cú Đức Phật dạy rằng không nên nhìn lỗi người khác có làm hay không làm, mà hãy nhìn lại chính mình đã làm hay chưa làm. Như vậy thì chúng ta nên nói về trình độ trong trình của bản thân chúng ta. Hôm nay chúng ta tu tập tiến bộ hơn ngày hôm qua, tháng này chúng ta tu tập có tiến bộ hơn tháng rồi không, năm này chúng ta có sự tu tập tiến bộ hơn năm trước không, chúng ta phải so sánh như thế. Thì như vậy đó là chúng ta mới đi đến cái chỗ hoàn thiện được cho bản thân mình. Còn nếu mà chúng ta nói về trình độ cao thấp trong cái sự tu tập đó, thì ở đây thưa quý vị, là một cái vị thầy mà đánh giá cái trình độ cao thấp trong cái sự tu tập của học trò đó, thì vị thầy có bổn phận, thì vị thầy đó sẽ y cứ vào cái pháp học, thì y cứ trên phương diện cái cách thức học tập về tâm tạng kinh điển. Còn trên phương diện pháp hành thì y cứ vào cái niềm tin, cái sự tinh tấn và cái sự chứng đạt của vị đó mà so sánh có cái trình độ cao thấp. Thí dụ chúng tôi nói trên phương diện pháp học, những vị xuất gia và vị tỳ kheo đó học thuộc nhiều kinh điển, vị đó chưa phải là giỏi. Những gì thuộc mà không hiểu, thuộc mà đọc kinh ào ào như vậy, nói bài kinh nào cũng đọc được hết, cũng tụng được hết, nhưng mà khi mà biểu giải thích á, ý nghĩa đó như thế nào mà vị đó không hiểu, như vậy nên vị đó còn thấp, đẳng cấp nó chưa cao. Hiểu được cái pháp đó
Nhưng mà vị đó có thể trình bày, giải thích cái điều mình hiểu đó cho người khác nghe được hay không, thì cái đó mới trình độ cao hơn chút. Cái đó mới trình độ cao hơn chút. Học thuộc lòng nhiều pháp, hiểu, học thuộc lòng kinh điển, hiểu kinh điển, có thể giải thích cho người khác nghe những điều mà đã hiểu. Nhưng mà rồi vị đó không biết ứng dụng những điều mình đã học hiểu đó vào ở trong cái cuộc sống tu tập của mình hay không, thì cái điều đó mới là cao cấp ở trong cái pháp học. Chứ không phải, đâu phải pháp sư mà chỉ là nói nhiều hiểu nhiều không đâu đúng quý vị. Là phải biết ứng dụng trong đời sống tu tập nữa. Đó là cái trình độ pháp học cao thấp là như vậy. Còn trình độ pháp hành, một vị mà tu tập, vị đó có khả năng chánh ngự được năm triền cái hay không? Cái đó là một điều để đánh giá. Nhiều khi đó nói pháp hành ngồi thiền như vậy chứ, hung trầm thủy miên, buồn ngủ giả dự, ngồi gục lên gục xuống mà không có điều chỉnh được, không có chế ngự được, hay là tâm phóng dật không có điều chỉnh được, hoặc là nói tu thiền là một vị thiền sư chẳng hạn, hay là một vị thiền sinh hành giả, nói tu thiền vậy nhưng mà khi có lợi lộc phát sanh đến thì bắt đầu bị nhiễm, bị tham đắm bởi những cái lợi lộc đó, thì như vậy là xem như trình độ tu tập của vị đó còn thấp lắm. Cho nên ở đây đó, để vị đó phải có khả năng chế ngự được năm triền cái. Vị đó khi mà tu thiền đó, vị đó còn phải biết rõ cái gì làm cho ô nhiễm định, cái gì làm cho thanh tịnh, làm cho trong sạch định, và cần phải làm cái gì để xuất ly khỏi định. Nên thưa vị, nó có cái sự nguy hiểm, nó có vị gọn, có vị ngọt, có sự nguy hiểm và có sự xuất ly của nó. Phải biết tới trình độ đó mới được. Chứ nó thiền thì không, cũng chưa được đâu thưa vị. Cái trình độ tu tập khó lắm chứ không phải là chuyện đơn giản. Cho nên ở mỗi một cái lĩnh vực, ở mỗi một lĩnh vực, cái trình độ cao thấp trong cái sự tu tập, một trong mỗi lĩnh vực nó sẽ có những cái chuẩn mực để dựa trên đó mà chúng ta nói về trình độ cao thấp. Cái này khó lắm, cho nên không thể trình bày hết được đâu quý vị, chỉ nói một cái đại khái như vậy đó. Bây giờ xin tỉnh và thượng giác đẳng trở lại Nam Mô Phật Thầy. Sa thú, kính trân và thượng tự sư như kính cung thỉnh sư huynh đi nghỉ, phần còn lại thì sư đệ và chư tăng sẽ tiếp tục. Thượng tọa pháp tân, thượng tọa có nghe được không? Nếu thượng tọa pháp tân đang ở trước máy, xin thỉnh thượng tọa không nghỉ trả lời cho cô phản luận số 2. Dạ, thượng tọa tân, ở trong bài kệ hôm nay đó, Đức Phật ngài có đưa ra một cái ví dụ là một người đứng trên cao nhìn quần mê những chúng sanh đang ở dưới đồng bằng. Chúng ta cũng có khi nghe nói rằng việc người thì sáng, việc mình thì quán. Thì thượng tọa pháp tân có nghĩ rằng cái nhìn chủ quan, và đặc biệt là chủ quan một cái sai lầm của chúng ta, thì một phần nào đó đó nó tùy vào cái vị thế của chúng ta hay không? Thí dụ mình đứng dưới thấp đó, có những cái mình không thấy được, đứng càng cao thì chúng ta càng có cái ảnh toàn diện tốt hơn. Thì tôi nghĩ là cái vị thế nó có ảnh hưởng đến nhìn chủ quan của chúng ta không? Và nếu có đó, thì điều này nó ảnh hưởng như thế nào trong đời sống hàng ngày,
và trong sự tu tập của chúng ta. Kính thỉnh từ đó. Dạ, Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính đảnh lễ Hòa Thượng Tỳ Siêu, Thượng Giác Đẳng, Thượng Tam Minh Hạnh, Đại Đức Tỳ Tri cũng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Ở đây thì con nghĩ rằng nếu mà mình nói trong một cái nghĩa đen là khi mà mình đứng ở trên một cái vị thế cao thì có lẽ là cái vị trí mình nó cao, cho nên là mình quan sát, cái tầm quan sát của mình nó sẽ rộng hơn, thấy rõ hơn ở trong mọi sự việc. Thì sự thật ra thì trong cuộc đời này đó thì chúng ta ít có khi nhìn một cách toàn diện, bởi vì ảnh hưởng nhiều thứ. Nó có thể là ở trong cái chủ quan của mình, mình có một cái tâm lý chủ quan, rồi mình ỷ lại ở trong cái thấy, cái nhìn, cái biết của chủ quan của chính mình, nhìn ở một góc độ nào đó, rồi mình xét đoán hay là mình nhận thức nó là như vậy, nhưng mà hoàn toàn là ở trong cái nhìn của mình nó cũng giới hạn ở trong cái sự hạn hẹp của mình. Bởi vì nếu mà mình nhìn ở góc độ này hoặc nhìn góc độ kia thì mình chỉ nhìn ở một phía nào đó thôi, chứ ít có khi là mình nhìn ra một cách hoàn hảo được, một cách đầy đủ được. Cho nên là con nghĩ rằng sự thật ra đó là mình học hiểu Phật pháp, mình học hiểu Phật pháp, giống như người ta nói một điều đó là giữa pháp học với một pháp hành á, giữa pháp học và pháp hành á, là hai pháp nó hỗ trợ cho nhau. Trong cái người mà họ trước khi hành á, thì cái người đó cần phải hiểu để rồi mình hành á, nó dễ dàng có cái kết quả hơn ở trong cái đời sống tu học của mình. Khi mình học Phật pháp cũng vậy, mình hiểu, người ta nói cái câu là mình học, càng học thì mình càng thấy tối. Thấy tối có nghĩa là mình không có sáng được. Ở đây không có nghĩa là mình thấy tối ở trong cái nghĩa là mình thấy nó bị mê mờ đi. Nhưng mà rõ ràng là khi mà mình học Phật pháp thì mình tìm hiểu ra đó, thì từ cái ý này mình mới hiểu ra cái khác nữa, rồi từ cái khác đó mình hiểu ra cái khác nữa. Thì như vậy rõ ràng là cái sự hiểu của mình nó vẫn có cái sự giới hạn ở trong cái suy nghĩ của chính mình. Cho nên con nghĩ rằng ở trên phương diện mà nhìn Phật pháp đó, người ta nói biết và hành, biết và làm thì nó phải đồng nhất với nhau. Biết và làm nó đồng nhất với nhau. Cũng như là con nghĩ rằng là Phật pháp thì người ta giống như là mình học Phật pháp là để chúng ta hiểu được cái tôn chỉ lời dạy của Phật để mà mình hành. Nhưng mà nhờ mình hiểu Phật pháp như vậy đó thì mình hành, giữa cái hành và cái biết của mình nó cũng chưa có hoàn toàn giống nhau được, khác nhau. Cho nên rằng cái lúc mà khi mà chúng ta hành thì chúng ta thật sự là phải có những cái sự thận trọng. Cái hiểu của mình là cũng phải hiểu một cách đúng đắn, rồi cái hành của mình là hành một cách thận trọng. Như vậy thì cái hành đó nó mới có thể có được cái kết quả ở trong đời sống tu học. Cho nên nếu mà mình nhìn bằng một cách chủ quan thì con nghĩ rằng cái chủ quan mà mình hiểu đúng thì không nói, không nói. Còn mình hiểu sai mà mình giữ cái chủ quan của mình thì con nghĩ rằng cái đó nó cũng chưa có phải hoàn toàn biết một cách đúng đắn hơn nữa. Cho nên là ở đây đó thì nói rằng là đối với các cái bậc thánh cũng vậy.
các ngài mà cái hình ảnh mà mình thấy ở trong cái bài kinh này đó, cái kệ ngôn này đó, là giống như mà bước lên trên trí lệ là trí tuệ lầu cao đó, mà nhìn người ngu sững mang nhiều sợ lo đó. Thì ở đây con nghĩ rằng đối với các bậc thánh, thật sự ra thì các ngài nhìn một cách mà nói trong cách nào đó, thì có nghĩa là các ngài có cái chủ quan. Nhưng mà chủ quan đó, đó là vì các ngài đã bước lên trên cái đỉnh cao rồi, tức là vượt qua rồi, vượt ra cái sự ràng buộc của về cái quan điểm, cái quan kiến của chính mình, rồi ở cái được và cái mất, cái tốt và cái xấu đó, thì các ngài đều là vượt qua. Bởi vì ngay cả mình tu thì mình cũng biết là thiện pháp là mình cần phải tăng trưởng, thực hành để tăng trưởng, mà ác pháp thì cần phải bỏ, cái ác pháp thì cần phải loại bỏ. Cho nên ở đây đó, con nghĩ rằng một cái người tu cũng vậy, mà nhờ mình có thiện pháp mình thực hành, cố gắng để thực hành, mà ác pháp để mà mình tìm cách này cách kia để loại bỏ đó, thì lâu ngày chày tháng thì mình có thể bước lên trí tuệ lầu cao, giống như là các cái bậc thánh vậy đó. Các ngài nhìn một cách thấy rõ, thường là chúng sanh phàm phu thì bị bao vây, bị chi phối bởi phiền não. Cho nên là nó trong cái dòng lẫn quẩn, mình bị chi phối bởi tham, bởi sân, bởi si, bởi tà kiến, bởi ngã chấp, nó nhiều thứ lắm. Cho nên chính vì vậy cho nên là không có vượt qua được, nó trong cái dòng lẫn quẩn. Trong khi các cái bậc thánh, đặc biệt là bậc A La Hán, thì ngài đã vượt lên trên cái nhìn mà mình hiểu rằng là vượt lên sự ràng buộc của tất cả những cái pháp mà gọi là thiện và ác. Ở đây đó là khi mà mình nói đó là thiện thì mình nên hành, nhưng mà mình hành riết thì cái đời sống đó, mình hành thiện riết thì cái đời sống luân hồi của mình nó sẽ là một lúc nào đó nó sẽ chấm dứt thôi. Và nó sẽ bào mòn cái phiền não của mình, nó sẽ tiêu diệt, tận diệt cái phiền não bởi vô minh của mình, hay là bởi tham ái, bởi cái ngã chấp của mình, nó sẽ bào mòn. Và khi nào mà mình bào mòn được hoàn toàn, chấm dứt được những cái phiền não thì người đó, vị đó được gọi là một cái vị giải thoát. Vì cái nhìn đó là cái nhìn của các ngài đó, là nó đúng đắn ở trong cái sự ràng buộc mà mỗi chúng sanh đang bị, cái sự ràng buộc mà mình đang bị, cái sự ràng buộc của phiền não đó. Cho nên là mình ít có nhận ra, bởi vì thường đó là mình bị chi phối. Cái người phàm phu thì thường bị chi phối bởi phiền não, mà nó lại là lẫn quẩn, nó cứ lẫn quẩn hoài, cứ vượt ra rồi lại dính vô, vượt qua lại dính vô. Giống như là có người thì nói rằng là có khi thì mình xuất gia, nhưng mà có khi mình nhập gia. Ở đây nói cái nghĩa là dù là cái tâm lý mình có khi mình muốn thoát ra những cái sự ràng buộc, không có sự hệ lụy của phiền não, nhưng có khi ra mình còn bị vương vấn ở trong cái phiền não. Và chính vì vậy cho nên mình rút, có khi thì mình được ra, có khi mình được vào. Do vậy thì cái sự chi phối của phiền não nó ở trong cái dòng lẫn quẩn mà ít nhận ra. Thì con nghĩ rằng ở đây đó là với nhìn chủ quan của mình, một người phàm phu mà nhìn chủ quan thì sợ rằng là mình không có một cái nhìn nó chính xác hơn. Bởi vì mình nhìn phải nhiều ở khía cạnh như vậy thì mình mới có thể được có một cái tầm nhìn nó quan sát rộng rãi được, mình mới thấy ở nhiều góc độ khác nhau. Còn đối với các bậc thánh thì dù các ngài có nhìn một cách chủ quan của các ngài, nhưng mà các ngài đã vượt qua khỏi rồi, giống như cái người mà đứng ở trên cái đỉnh núi cao đó, thì cái tầm quan sát của họ ở bên dưới đó, họ được quan sát rõ ràng, thấy mồn một mà những cái điều đó. Với cái trí tuệ của bậc thánh thì con nghĩ rằng đó là cái sự vượt qua.
Còn đối với một người phàm phu mà với cái chủ quan của chính mình thì con nghĩ rằng nó vẫn còn có cái sự giới hạn. Và do đó cái học và cái hành của mình thì cần phải nỗ lực hơn thêm. Và nỗ lực hơn thêm trong mọi cái thời điểm, trong mọi cái thời kỳ. Và như vậy thì mình mới có thể rằng bào mòn được cái phiền não. Và cái công đức tu tập của mình càng ngày nó càng dày, thì đến một lúc nào đó thì có thể rằng gần đục khơi trong, để rồi mình sẽ trở giác ngộ được, thấy được cái sự thật của nó. Thì con xin có cái ý để chia sẻ qua cái câu hỏi mà Hòa Thượng vừa nêu. Bây giờ thì con có điều chi cần bổ túc thêm thì con thỉnh Hòa Thượng bổ túc thêm. Một bút thai gia, con kính thỉnh Hòa Thượng trở lại. Sa thú cái đường từ đạo Phật tình. Thưa quý Phật tử, bởi vì hiện nay thì chỉ có chúng tôi và thượng đạo học tăng ở trong lớp học thôi. Do vậy chúng tôi xin được tiếp theo lời của thượng đạo học tăng, rồi sau đó sẽ trở lại với thượng đạo học tăng. Ở đây trong bài kệ này thì Đức Phật đề cập đến hình ảnh của một vị đại đệ tử là ngài Mahakassapa, mà chúng ta được biết là ngày càng nhất. Và dĩ nhiên là Đức Phật là Đức Thế Tôn cao cả, và một vị đại đệ tử khi ngài nói như vậy cũng không có thể nào mà chúng ta đem cái hình ảnh đó để so với cái gì trong đời sống của chúng ta được. Nhưng mà dù sao thì chúng ta cũng nên nhớ một điều rằng ở trong nhiều đoạn kinh khác thì Đức Phật ngài dạy chúng ta là mình ở trong cái bụng này đó, mình không thể kéo người khác ra khỏi bụng này. Và ông bà chúng ta cũng có nói cái chuyện là việc người thì sáng, việc mình thì quán. Tức là khi mà chúng ta là người ở trong cuộc, hay chúng ta là người ngập lặng ở trong chỗ nào đó, thì rất khó khăn để chúng ta có một cái nhìn đủ túc, đủ chính xác về cuộc sống. Và vì vậy, ở trong kinh có dạy chúng ta về cái pháp gọi là hồi quán. Và nếu quý vị nào đọc kinh Vimananda đó, thì Đức Phật dùng chữ Sanya gọi là tưởng, tưởng là nhìn lại, tưởng Sanya là nhìn lại, nhìn lại sự vô thường, khổ, vô ngã. Cái nhìn lại đó thưa quý vị, nó cũng là một cách cho chúng ta có cái nhìn khách quan hơn. Một cái thời điểm nào đó đó mà chúng ta đang là người trong cuộc á, thì quả thực là khó có một cái nhìn khó có cái nhìn chính xác. Chúng tôi lấy một cái ví dụ như là ở trong một thời điểm cách đây 5 năm, chúng ta đang có cái giận hờn quan trái với người nào đó, mình và người đó đang vật lộn với nhau, đang có lời qua tiếng lại, thì lúc đó chúng ta không thấy được rõ về cái vị thế của người đó, rõ về cái quan điểm của người đó, rõ về cái nhìn của mình, rõ về cái nông nổi của mình. Nhưng mà 5 năm đã qua rồi, nếu chúng ta khéo nhìn trở lại đó, thì sau khi mà chúng ta đã vượt qua những cái xung động, những cái buồn vui thương ghét nhất thời đó, thì chúng ta nhìn lại thấy tỉnh táo hơn. Và trong cái tỉnh táo đó, chúng ta sẽ thấy nó khác đi. Thầy Đức Phật ngài dạy chúng ta là có những khi chúng ta tập nhìn lại, chúng ta tập sống nhìn lại cái mà gọi là vô thường, nhìn lại cái gọi là hệ lụy, chúng ta nhìn lại cái gọi là vô ngã. Chúng ta nhớ rằng chúng ta nhìn lại cái gọi là vô ngã. Chúng ta nhớ rằng ở trong chiến tranh Việt Nam có những cái bi kịch của chiến tranh, mà ở trong đó có một cái ngọn đồi người Mỹ đặt tên là ngọn đồi Hamburger, và quân đội của Bắc Việt thì cũng gọi đó là đồi Hamburger, nhưng mà gọi bằng tiếng Việt là đồi thịt bầm. Tại gọi đồi thịt bầm thứ đó là một ngọn đồi, nhưng mà nó trở thành một mục tiêu, và ở đó quân đội Hoa Kỳ, quân đội Việt Nam Cộng Hòa và quân đội Bắc Việt đó đã chết không biết bao nhiêu lính, và người ta đã cố gắng đánh chiếm
đánh chín rồi mà ở trên đó là không biết bao nhiêu pháo binh, bao nhiêu đạn đã nổ, bao nhiêu người đã chết, bao nhiêu sắt đã tan nát. Rồi làm gì? Rồi thưa quý vị, một buổi chiều khi mà người ta chiếm được cái đó rồi, người ta rút quân hết, rút quân hết, và ngọn đồi đó bây giờ trở thành một cái nơi hoang vu lịch sử vậy thôi. Người ta đã từng nhớ đó là ngọn đồi Hamburger. Cuộc đời mình nó có nhiều lúc á, nó rất là vô nghĩa, và rất vô nghĩa. Chúng ta tưởng tượng đi, ở trên một ngọn đồi có bao nhiêu người chết, ở trên ngọn đồi có nhiều bao nhiêu bom bỏ xuống, có những cái trận đánh chiếm rồi bị đẩy lui một cách khốc liệt nhiều lần, rồi để làm gì? Để cho trôi qua. Đời sống của chúng ta cũng vậy, cuộc sống của chúng ta nó có nhiều ngọn đồi Hamburger như vậy thử đi. Nghĩa là chúng ta từng hơn thua với người này, bực bội với người kia, quan đái với người nọ, rồi làm gì? Rồi đến và đi, đến và đi, rồi bỏ lại sau lưng tất cả. Chúng ta từ đâu đến trái đất này chợt lạc lõng như loài trùng hoang thiếu cánh, mươi mốc kiếm ăn, niềm vinh nỗi nhục, thủ thắt một đời bông bóng vỡ ngàn mấy. Đời sống của chúng ta là như vậy. Nhưng mà để có được cái nhận thức đó, để có được cái nhìn vượt thoát đó, thì chúng ta phải có khả năng nhìn lại. Và cái khả năng nhìn lại này Đức Phật gọi là pháp tu tưởng sanya, như tưởng về vô thường, tưởng về hệ lụy, tưởng về vô ngã, không phải. Tại sao chúng ta phải nhìn lại? Tại vì cái nhìn đó nó cho chúng ta có khả năng thấy một cách khách quan hơn. Cái nhìn đó cho chúng ta được ở một cái vị thế tốt hơn là ngay lúc đó. Không phải là người tu nào cũng nên tập trung vào hiện tại mà quên đi quá khứ đâu. Không phải. Nếu chúng ta sống mà đi truy tầm quá khứ, môi móc quá khứ để mà thương, để nhớ, để tưởng tiếc thì không nên. Nhưng mà nếu chúng ta có thể nhìn lại quá khứ với cái nhìn tương đối là khách quan, nhìn lại những gì đã trải qua, không cần phải nói rằng mình hay hay mình dở, đáng hãnh diện hay không đáng hãnh diện, mà chúng ta thử nhìn lại cái gì đã sanh, cái gì đã diệt, cái gì đã đến, cái gì đã đi, thì chúng ta sẽ thấy rằng cuộc sống là một dòng chảy. Dòng nước đó cho dù nó đi qua ngang những hắc gền, cho dù nó đi qua ngang những cái phân khúc bình yên phẳng lặng, dòng nước đó cho dù nó đi qua những núi cao tập trùng trở thành một thác từ trên cao rơi xuống, hay là ở dưới bình nguyên lặng lẽ róc rách, thì sự nước vẫn là nước, dòng sanh diệt nó vẫn là như vậy. Có khi chúng ta tự hào về nó, có khi chúng ta cảm thấy mình hãnh diện, cảm thấy thế này thế kia. Cái nhìn đó hoàn toàn là gì? Hoàn toàn là chủ quan hết, hoàn toàn là cái nhìn rất là chủ quan. Vì vậy khi một vị mà gọi là đúng cái nghĩa gọi là leo đầu cao đó, là vị đó ít có cái phương pháp với ngã chấp. Đây là ta, đây là của ta, đây là tự ngã của ta. Quý vị biết rằng chúng tôi sống ở bên Mỹ đó, hầu như là rất thường xuyên những cái mà ồn ào nhất của xã hội Mỹ đó là bầu cử. Người ta nói là một xã hội tự do, rồi xã hội dân chủ. Và ở đây cứ 4 năm thì bầu cử tổng thống một lần, 2 năm thì ta có cuộc bầu cử giữa kỳ. Và cho dù cuộc bầu cử giữa kỳ biết hơn hay là bầu cử tổng thống gì nữa, thì đều nói là cái trào lưu, nói cái xu thế của xã hội này. Và những lần như vậy rất là ồn ào. Nhưng mà rồi nó đến, nó đi, nó trôi qua. Nước Mỹ đã lựa ra những vị tổng thống rất là lỗi lạc. Nhưng mà có đi họ lựa ra những tổng thống không ra gì hết. Nước Mỹ có đôi khi họ đã thể hiện một nền dân chủ một cách đáng ngưỡng phục lắm. Mà có đôi khi họ tạo nên một cái cuộc bầu cử nó tầm thường không tưởng tượng được. Nhưng mà tất cả nó chỉ là một cái điểm trong một thời gian thôi. Thời điểm đó, 20 năm trước thời điểm đó, ngày đó, người ta có thể lựa chọn một vị tổng thống. Ví dụ tổng thống người da đen hay là một người phụ nữ ra ứng cử phó tổng thống, vân vân. Nhưng mà rồi nó chỉ sống được một thời. Đời sống của chúng ta cũng vậy. Ngày hôm qua chúng tôi đi trên máy bay tình cờ đọc cái tin là nó là Bitcoin, tức là một cái crypto money đó, đồng tiền ảo đó, là nó còn dưới 18.000, tức là bây giờ còn 17.600. Và chúng tôi nhớ là trong thời kỳ đại dịch có lúc đồng tiền Bitcoin đã lên tới một đồng trị giá 67.000 Mỹ kim. 67.000 Mỹ kim tụt xuống 17.600. Một khoảng cách rất là xa, thứ gì mất giá rất là nhiều. Nhưng mà chưa đâu. Chúng ta ghi nhớ rằng khi Bitcoin mới ra đời thì một đồng Bitcoin bằng một đồng Mỹ. Chúng ta mua được ly cà phê. Sau đó
đó, rồi từ từ nó lên tới cái đỉnh điểm 6-7 ngàn, rồi nó lại xuống. Cuộc đời y hệt như vậy, cuộc sống y hệt như vậy, cuộc sống ở trong ta, chung quanh ta, hiện hữu của thân tâm là như vậy. Con người, chúng ta sống trong một thế giới ảo, chúng ta nâng giá trị của cuộc sống lên một điểm nào đó, và từ đó nó rơi xuống vực thẳm, và chúng ta điên đảo, chúng ta sống với cái điên đảo ở vòng tưởng đó, chúng ta trao đảo dao động, nhưng thực sự chúng ta không biết là cái gì. Tại sao có lúc nó lại quan trọng chúng ta như vậy? Thế tôi gặp một đời hữu ở chùa đó, đời hữu nói rằng có lúc tự nhiên đời hữu rất là mê làm vườn, đi ra đường nghe ai nói gì về trồng cây cũng lắng nghe, ra ngoài mua được một cái nông cụ gì về để cho làm vườn cũng thích, mua về để đó chất nào là cốt giá sản, nào là phân bón chậu vân vân. Rồi một ngày đời hữu bị bệnh liệt một cái tay nó không có cử động được gì, thì đời hữu nói tất cả điều rất là vô nghĩa, không còn làm được nữa. Và bây giờ những cái dụng cụ làm vườn đó đời hữu thấy nó không có cái gì đáng để thay thế hết. Có một người bạn đến hỏi xin mấy cái chậu không, đời hữu nói rằng nếu anh có thể dọn hết ba cái đồ đó được, anh dọn đi giùm tôi đi, tôi không xài được. Thế nên tội nghiệp, chúng ta là con người tội nghiệp như vậy. Tại vì cái gì đó mà nó đáng giá với mình, cái gì đó mà nó rất là hấp dẫn, rất là lôi cuốn, rất là hào hứng, nó thực sự nó mang tính giai đoạn lắm. Và chúng ta phải ý thức được điều này, ý thức rõ điều này cuộc sống, và phải ở một cái vị thế vượt lên trên. Thì thưa quý vị, tương đối là mình bớt có nông nổi hơn, ở một cái vị thế vượt lên trên thì tương đối là chúng ta mới có cái khả năng để mà điềm đạm hơn một chút, sống có phải chăng hơn một chút. Còn nếu nếu chúng ta sống mà không có vượt lên trên mà còn ngập lặng đắm chìm trong đó, thì thiếu bị muôn thở. Muôn thở chúng ta vẫn nông nổi, muôn thở chúng ta vẫn là gì, muôn thở chúng ta vẫn là người sống với cái tâm tư rất là chủ quan, rất là chấp thủ. Đây là ta, đây là của ta, đây là tự ngã của ta. Đã có đi, có sống rồi. Thì lúc nào đó chúng ta thấy rằng thật ra vật ở đời tai lại trao tai, nó không có gì dễ nghĩa như chúng ta nghĩ đâu. Cái lời khen của một người, một cái vật quý báu mà mình có, mình hãnh diện, và một cái địa vị nào đó trong cuộc đời mình, thật sự nó đều chỉ là hư danh hết. Dạ. Nó đúng là chúng ta sống thế giới ảo. Nhưng mà ngày hôm nay một điểm rất là thú vị, người ta nói về một thế giới ảo, nhưng mà trong cái ảo đó thì cái khổ là của thật chứ, khổ là khổ thật, nhưng mà thế giới là thế giới ảo. Cũng như chúng tôi đọc một tờ báo nào đó, họ dùng một cái tựa đề rất là thú vị, họ nói tiền là tiền ảo nhưng mà lừa đảo là lừa đảo thật. Thì chúng ta mình nói là sống trong thế giới ảo, nhưng mà cái thiệt sầu não là có thật, chúng ta thực sự rất là sầu não với cuộc sống đây. Bây giờ thì thấy có Thượng Tọa Tuệ Quyền vào trong lớp rồi, thì xin được hỏi Thượng Tọa Tuệ Quyền có nghe được không? Nếu Thượng Tọa Tuệ Quyền nghe được, xin tỉnh Thượng Tọa Hoa Kỳ trả lời cho một câu thảo luận. Một lần nữa xin hỏi Thượng Tọa Tuệ Quyền có nghe được không? Dạ, không dạ. Thượng Tọa Tuệ Quyền, hôm nay chúng ta học một bài kinh, và trong đó Đức Phật Ngài đề cập đến một bậc trí đứng ở trên lầu cao trí tuệ nhìn ở dưới, và Ngài có xác lập rằng chỉ có một người tinh cần không phóng dật thì mới đạt được thế đó. Mà nhiều người trong chúng ta thì nghĩ rằng mình chỉ cần có trí tuệ, mình cần thông minh là mình thấy đứng trên thiên hạ. Nhưng mà Đức Phật Ngài dạy rằng do cái sự tinh cần không phóng dật thì người trí mới đạt đến một cái vị thế cao để nhìn quần mê dưới đất. Thì chúng ta có thấy nó rõ hơn là tại sao muốn đạt được một cái vị thế đó thì chúng ta cần cái là không có phóng dật, không có dễ vui không? Xin thỉnh thưa. Dạ. Nam mô Bụt Thầy, dạ nam mô Tham Ma, dạ nam mô Sang Khai, dạ thưa đại chúng được nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn Đức Tự Trì, cảm ơn truyền đạo cùng đại chúng. Chúng con kính lễ đến Đức Phật giáo pháp và chúng tăng kính lễ đến Hòa Thượng Nhất Đẳng, Thượng Tọa Pháp Tăng, Thượng Tọa Minh Hạnh Đệ Tử Đi Đệ Đức Tề Đức cùng chư tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý tăng nữ cùng chư Phật tử. Cho thật thì đây là một sự so sánh mà nó rất là khác. Nó khác đến độ mà đứng ở bờ này, đứng ở bờ kia, đứng trên một cái lầu mà nhìn xuống
khi chúng ta đứng trên lầu cao, chúng ta nhìn xuống, thì quả thật nói đến một cái con người có một chánh niệm, một con người có một cái sự tỉnh thức, nó đặt khác đi một con người phóng dật, một con người tà định tà kiến, hay là một người tà niệm. Chúng ta nói ở một cách bình thường như vậy, nói một cách cao hơn, một con người mà đạt được một cái quả vị mà không có bị phóng dật, không có bị cái tâm tham ái vô minh nó che khuất, thì cái lầu cao này quả thật là lầu cao trí tuệ, cái lầu cao của cái sự vượt thoát khỏi cái bẫy ma, khỏi cái cuộc đời hệ lụy này. Tức là chúng ta không có bị nô lệ và sự chi phối của tham ái, khi đó thì chúng ta mới đứng lầu cao trí tuệ được. Vô u nhìn chúng sầu, bậc trí đứng núi cao nhìn kẻ ngu dưới triền. Sự thật ra mà nói, một cái trạng thái không còn sanh tử, không còn khổ đau, không còn hệ lụy, không còn bị trói buộc của cuộc đời đó, nó khác hơn một con người đang khao khát, đang cái tầm cầu. Người ta đã từ bỏ tất cả để thành tựu tất cả. Người ta từ bỏ với cái gì? Với những cái mà chúng ta thấy, ngay cả dục giới, sắc giới và vô sắc giới, các thiền chứng để hưởng lạc. Mà trên cái nhìn của bậc thánh, hơn cái nhìn của bậc thánh hữu học, thì các ngài thấy đó chính là vẫn còn khổ sầu, vẫn còn khổ đau, cho đến khi nào mà chứng đắc thánh đạo thánh quả, không còn tử sinh nữa, là thành tựu tứ đạo tứ quả rồi, thì ngay khúc đó có cái sự viên mãn, một cái sự đầy đủ. Bây giờ bao nhiêu đây thôi, chúng ta thấy khi chúng ta tốt nghiệp xong ở học vị của tú tài hay học vị của đại học đi, chúng ta ví dụ như vậy đi, thì chúng ta mới nói lại, nhìn lại những người mà ta mù chữ, thì chúng ta mới rất thương cho họ. Nói một cái điều đó là chúng ta thấy chúng ta rất thương cho họ, mà cuộc đời này đó, thì với một người chánh niệm, một người tà niệm, thì cũng đã thấy thương cho họ như vậy rồi. Rồi một con người có hiểu biết được, có cái niệm, có cái tu tập, có một cái giới, có một cái hiểu biết, có một cái chánh tri kiến, hay có một cái tinh lý nhân quả nghiệp báo, có cái lòng tàm, có cái lòng quý, vân vân, thì giữa hai cái bờ nó cũng đã khác nhau. Và cũng như cái thiện cái ác vậy đó, bờ này và bờ kia rất là khác nhau. Với một cái tà kiến, một chánh kiến, cũng như từ mặt đất này hư không trên kia, nó rất là xa. Một cái nhìn của người mà vô minh mù tối với cuộc đời, và một cái nhìn của hiểu tận những gì diễn tiến của cuộc đời, nó khác nhau vô cùng. Quả thật đứng lầu cao trí tuệ, nhìn lầu cao trí tuệ, nhìn từ lầu cao này mà nhìn quần mê đó, mà phải đạt đến một vị thế nào mới nhìn dưới đất được như vậy, cần tới cái sự tinh cần, nó không dễ vui. Thì ở đây kính thưa quý vị, ít nhất cũng đạt tới một trạng thái của cái gì, của tam quả tứ đạo, chúng ta phải nhớ như vậy. Thì lúc đó bởi không còn cái sự buộc trói của ma giới nữa, thì một sát na tứ đạo là qua một sát na tứ quả. Thì ngay khi đó, và một cái sự tinh cần để không dễ vui, có nghĩa rằng vị ấy tiến tu, có một cái chánh tinh tấn, có một cái chánh tinh tấn này hỗ trợ, có một chánh tinh tấn này, tức là định phần này để thúc đẩy, để chúng ta hiển lộ được cái tuệ giác. Cuối cùng, đó chính là ngay khi đó, chánh tinh tấn nó hiệp trong tâm tứ đạo, mà khai triển từ chỗ đó tứ đạo siêu thế, và chứng đắc tứ đạo tứ quả siêu thế, thì ngay khi đó thì chính là đứng lầu cao của trí tuệ. Nói một mặt khác, một vị mà lọt vào Gotrafo chuyển tộc từ phàm sang thánh, thì cũng xem như là đứng ở lầu cao trí tuệ, mặc dù vẫn còn bị cái sự trói buộc, nhưng đã đứng trên lầu cao mà
chưa đi tới cái thượng tầng của nó, đã bước lên lầu cao rồi, là cũng nhìn. Chúng ta bước lên lầu, chúng ta thay vì cái đó 4 tầng, chúng ta đã đi được tầng 1, tầng 2, tầng 3, thì nhìn xuống chúng sinh đang khổ sầu. Nếu như từng thánh quả hữu học, rồi từng thánh quả hữu học đó, từ từ sơ đạo, sơ quả đó tiến đến nhị đạo, nhị quả là một lầu cao thứ hai. Nhìn xuống đất bằng hay nhìn xuống cái lầu cao, cái lầu thứ nhất, vì ấy vẫn còn bị trói buộc, vẫn còn bị trói buộc bởi dục ái, vân vân. Vượt lên cái dục, vượt lên cái tam đạo thì vị ấy mới cởi bo trói được cái nhìn thấy cái sân, cái dục nó được giảm nhẹ, và vị ấy tu chứng để đạt đến thánh đạo thánh quả, tức là tứ đạo tứ quả ở tầng cuối cùng đó, tầng thứ tư. Thì từ trên lầu cao trí tuệ của nhìn của tầng thứ tư, nhìn xuyên suốt cái tầng 3, tầng 2, tầng 1 và tầng dưới đất thì nó quá xa, đã quá xa rồi. Thì như thế chúng ta thấy gọi là bậc trí. Bậc trí ở đây tức là sắp buổi sáng, hay là cái bậc mà thinh văn đệ tử Phật, hay ít nhất cũng là bậc của hữu học Asekha, Asekha Thamma, tức là các vị đã thành tựu được các cái pháp hữu học và trú chứng, đã viên mãn được các pháp hữu học và cuối cùng thành tựu được cái pháp vô học, đó chính là tứ đạo tứ quả. Thì như thế thì vị ấy dẹp bỏ được phóng dật, dẹp bỏ được cái gì, cái tâm ái luyến, cái tâm tham chấp, cái tâm tham ở cuộc đời. Và ngay khi đó thì vị ấy thành tựu được chứng đắc thánh đạo thánh quả. Thì tất cả chúng sinh chúng ta biết là do tham ái trói buộc, mà chính vị ấy diệt trừ cái tham ái thì đứng trên đầu của vô minh, đứng trên đầu của ác ma. Còn nếu như mà chúng ta bị cái triền phược, hay bị cái phiền não, bị cái sự khổ đau, thì ngay khi đó chúng ta còn bị lệ thuộc của ác ma, bị lệ thuộc của cái gì, của biển trầm luân sinh tử đau khổ này là như vậy. Cho nên phải nói rằng cái sự tu tập đòi hỏi nó có nhiều cái sự dị biệt. Quả thật thì trong một cái sự khuyến tu thì chúng ta thành tựu được một cái thiện pháp nào đó cũng là chúng ta tiến bước lên cái lầu cao. Chúng ta bỏ bớt được, chúng ta có thể có cái tâm là có cái tâm mà tinh tấn, có cái niềm tin, có cái sự tinh tấn, có cái sự cố gắng tu tập ít nhiều, thì để xem như đó là chúng ta cũng lần lượt cũng như từng bước, nhưng sợ rằng từng bước đó chúng ta bước không nổi nữa rồi chúng ta quay trở lại. Thì bởi vì cái gì, vì cái phóng dật, vì cái phóng dật này, vì cái dễ vui này, vì cái thiếu tinh cần này làm cho ta bị sụp, làm chúng ta bị đứng lại, hay hoặc là chúng ta ngay cả chúng ta lùi lại, hay chúng ta rơi vào cái tham ái vô minh, rơi vào cái sự sân hận, sân tật lận hối, cái tham tật kiến ngang mạng, cái sân tật lận hối, thì chúng ta xem như là xu theo dòng sông của triền miên, của đau khổ, của sanh tử. Cũng như vị ấy đi ngược dòng, chúng ta bơi ngược dòng, và khi mà chúng ta vượt lên ở đỉnh, ở cái đỉnh cao á, thì chúng ta mới nhìn xuống, thì chúng ta thấy chúng ta đã vượt qua được. Thì cũng như thế đó, yeah. Từ lầu cao mà nhìn dưới đất thì nó cần một cái thánh đạo thánh quả tuyệt đối. Và bạch hòa thượng, chính đây là những cái ý của con là vậy. Nếu có gì cần bổ túc thì kính cung thỉnh hòa thượng. Nam mô Bổn Thầy. Sa thú, cái việc thưa tòa tiếp quyền ở thứ Phật tử, còn ít phút sau cùng của bài học ngày hôm nay, chúng tôi xin được tóm tắt bài giảng của Thượng Tự Siêu cũng như bài giảng của chư Tôn Đức. Trong bài học ngày hôm nay, đây là một cái lời cảm hứng của Đức Phật khi mà Ngài nhìn thấy tôn giả Mahakassapa là một vị đã đoạn tận phiền não, và từ cái
tâm bi mẫn, từ cái năng lực siêu nhiên, Ngài Kassapa đã quán chiếu sự sanh tử của chúng sinh. Dĩ nhiên là sự quán chiếu của Ngài vẫn có cái giới hạn của một vị thanh văn, không phải giống như Đức Phật. Nhưng hình ảnh đó tạo cho Đức Thế Tôn một cái cảm hứng để Ngài nói lên một điều rằng chính những vị mà đã vượt lên trên tất cả, khi mình nhìn lại ở dưới đó, thì ở trong cái góc nhìn đó, các ngài nhìn mọi sự nó khác đi. Và sở dĩ Ngài đạt đến điều đó được là do cái sự tinh thần cần tu tập. Ngay cả sau khi thành đạo rồi, tôn giả Mahakassapa vẫn cho chúng ta thấy được một cái nỗ lực lớn lao khi mà Ngài thực hành cả 13 pháp độ đà để tạo cái gương lành cho người đời sau. Ở đây thưa quý vị, tôn giả Mahakassapa luôn luôn được Đức Phật khen về cái nhìn, và cái nhìn đó đầy bi mẫn, cái nhìn nghĩ cho hậu tấn. Từ cái cách sống thọ độ đà của Ngài cho đến về sau này, thì tôn giả Mahakassapa là vị đã chủ trì cho cuộc có tập tâm tạng kinh điển đầu tiên, ngay ở trong chính cái nơi mà Ngài ở, tức là cái hang gọi là Bipila. Bipila này là ở trong chữ Hán gọi là hang Thích Diệp đó. Nơi đó về sau này là nơi kết tập tâm tạng với 500 vị A-la-hán ở trong cái sự bảo trợ của vua Ajahasattu, tức là vua A-xà-thế. Chúng ta khi đọc những điều này thì trở về lại với một thời đại hoàng kim của chánh pháp, thời mà bậc đạo sư Đức Thế Tôn A-la-hán chánh đẳng giác trụ thế, thời mà ở chung quanh Đức Thế Tôn còn có những cao đồ, những đệ tử như Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Bụt Kiền Liên, Ngài Mahakayip, Ngài Anuruddha và nhiều vị đại đệ tử khác. Những vị này chẳng những có thần thông siêu nhiên mà lại còn có cái trình độ giải thoát, và đến cái mức gọi là sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những gì nên làm đã làm. Và từ một cái vị thế rất là thanh tịnh, hoàn toàn vượt thoát của các ngài, đã để lại cho chúng ta những hình ảnh hết sức là đẹp, là bản thân của chúng ta ngay trong cái cuộc sống rất là tầm thường này, thì để có một cái đánh giá đúng, đánh giá chân xác, thì mình phải nằm ở bên ngoài. Thí dụ như bây giờ mình là người nghiện ngập, thì mình không thể chỉ trích người khác là đừng nghiện ngập. Tại vì sao vậy? Chúng ta cũng nghiện ngập mà. Một cái người mà sống đắm mình trong dục lạc, không có thể nào mà kêu gọi để cho người khác có một cái nhìn chân xác là vượt khỏi những cái gọi là dục lạc của đời sống. Thì phải nhận rằng hành trình tu tập của tất cả chúng ta vốn dĩ có nhiều cái giai tầng khác nhau, và chúng ta phải tự hiểu, tự biết về điểm này. Chúng tôi xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính Thiên Chư Tôn Đức đã vào trong để thuyết giảng. Đảnh lễ quý ngài, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ sư thú lên đây, chúng con thành kính tri ân và thượng giác đẳng. Sư thú lên đây. Còn Meta Ban Nha thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật, để toàn thể chúng con được lắng nghe,